Theo hãng tin Reuters, ngày 9 tháng 10, giờ địa phương, một người lạ mặt đã lao ô tô vào sảnh bộ phận cấp thị thực của lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco. Cảnh sát thành phố cho biết danh tính tài xế và những sự kiện dẫn đến vụ đâm xe chưa rõ, đồng thời không cung cấp thông tin thương vong trong vụ việc. Theo cảnh sát, các thông tin liên quan khác cũng rất mơ hồ. Người phát ngôn sở cảnh sát San Francisco thông báo, tôi không biết bao nhiêu người có mặt tại văn phòng thị thực khi vụ đâm xe diễn ra. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã thấy chiếc xe nằm trong sảnh của lãnh sự quán Trung Quốc. Cảnh sát xông vào, chạm trán nghi phạm và súng đã nổ. Sau đó, nghi phạm được tuyên bố tử vong tại bệnh viện. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Trong khi đó, thông báo của lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco cho biết một người chưa xác định danh tính đã hung hăng lao xe vào sảnh của lãnh sự quán, đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của các nhân viên và người có mặt ở hiện trường, đồng thời làm hư hại cơ sở vật chất và tài sản của lãnh sự quán. Cơ quan này cũng lên án kịch liệt cuộc tấn công bạo lực này và khẳng định có quyền truy tìm trách nhiệm của vụ việc. Vụ đâm xe diễn ra chỉ vài tuần trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại thành phố San Francisco. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại đây. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, cũng đang dẫn đầu một đoàn đại biểu lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ công du tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ không có phản hồi khi được phóng viên hỏi về sự cố trên.